Thưa quý vị, chú trọng tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở chính là giải pháp hữu hiệu được Đảng bộ phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn thực hiện trong cụ thể hóa kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là những hình ảnh thiêng liêng và xúc động của buổi lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ trường tiểu học Lê Bá Trinh. Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời tuyên thệ của hai đảng viên mới được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam dõng dạc, chắc chắn, thể hiện niềm tự hào và quyết tâm của người đảng viên. Bằng tất cả các giải pháp trong quý 1 năm 2023, Đảng ủy Mỹ An đã phát triển mới 8 đảng viên. Đảng viên toàn phường trở thành lực lượng nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương, góp phần rất lớn cùng với đảng bộ và chính quyền phường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những cái quần chúng ưu tú còn lại thì nhà trường cũng đã có kế hoạch đưa đi học tập cái lớp cảm tình đảng để trong cái thời gian mà rèn luyện phấn đấu thì rất là mong những cái đồng chí đó sẽ đảm bảo điều kiện để có thể đứng vào hàng ngũ của đảng để cho cái chi bộ của nhà trường được vững mạnh hơn. Cùng với tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được Đảng bộ phường Mỹ An chú trọng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ, nội dung truyền tải ngày càng gần gũi thiết thực. Đặc biệt với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận và phường, các kiến nghị dân sinh bức xúc khi đảng viên phản ánh được tiếp nhận và đề xuất hướng giải quyết đã tạo niềm tin trong nhân dân. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của đảng được tổ chức kịp thời. Quan tâm động viên các thế hệ đảng viên lão thành, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành cũng như là Ban thường vụ Đảng ủy cũng đã họp và thống nhất giao các chỉ tiêu cụ thể. Đối với các trường học thì phát triển được 3 đến 5 đảng viên. Rồi quân sự thì phát triển phải được 3 đảng viên. Còn lại các chi bộ khu dân cư thì phấn đấu thì mỗi chi bộ là 1 đảng viên. Đó là cái chỉ tiêu cao nhất, là quan trọng nhất của năm 2023. Với Đảng bộ phường Mỹ An tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên chính là nỗ lực đảm bảo mục tiêu xây dựng vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.